Rồi, chào toàn thể anh em quay lại với kênh của mình nha. Trước khi vào video này thì anh em vui lòng nhấn nút đăng ký kênh nha, rồi và like và chia sẻ video với mình. Rồi, thì hôm nay thì mình giới thiệu các bạn là mình mới về những cái máy bơm nước này các bạn. Đấy. Những máy bơm này là hàng của Nhật hết nha các bạn. Hàng là bao các bạn ok luôn. Ừ, made in Japan hết đây. Koshin này, nhiều loại lắm. Mình về được 7 cái. Thì giá cô 7 cái này thì phụ thuộc vào sau khi mình vệ sinh nha các bạn. Mình vệ sinh ok hết, mình sẽ test các kiểu con là điếu, rồi mình sẽ báo giá sau. Chứ bây giờ tại vì nó còn dơ lắm, nhưng mà máy này thì mình bao nổi hết cho bạn rồi. Thì giá nó sẽ dao động từ 1 triệu 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi, tùy cái thôi. Có cái động cơ nó ngon, nó êm, nó đẹp thì nó sẽ giá cao hơn nha các bạn. Rồi, nhưng mà nội dung chính video ngày hôm nay là mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái chân ba. Hôm qua thì mình có về được mười mấy cái chân ạ. Đó. Được khoảng 16 cái chân ba này. Cái chân này là cái chân trắc địa. Có một cái nó bị gãy, nó bị lơi ốc. Cái nào lơi ốc thì mình sẽ bán thanh lý. Đây thì mình đã lấy ra một cái mà mình review cho bạn xem này. Đấy, thì cái chân này là bên cái ngành trắc địa đó các bạn, bên cái ngành trắc địa xây dựng á, người ta dùng trong những cái máy máy thủy bình hay máy kinh vĩ đó, thì người ta dùng cái này. Nhưng mà hôm qua mình đi bãi thì mình lượm được được mười mấy chân á, khoảng 16 chân. 16 chân này thì mình sẽ bán tất cả luôn. Tại vì cái này thì nhiều khi anh em lại rất là cần thiết. Đó. Cái này thì nó có thể mở dài ra nha các bạn, mở dài ra. Thì chân thì mình không có bao cái đồ đẹp xấu các bạn, nhưng mà mình bao là nó không bị móp méo này. Một cái chân này nó nặng 5 kg nha. 5 kg thì nếu mà các bạn về bán dùng nhựa nó cũng được 150.000. Ừ. Nhôm hoàn toàn. Chỉ có ốc, ốc này là sắt thôi, chỉ còn lại là nhôm hết mà nặng 5 kg. Thì nếu mà bán sắt ra thì nó bán nhôm, bán đồng nát thì nó cũng được 150.000 rồi. Nhưng mà chân này thì còn ok. Đấy. Và hàng này là hàng Nhật hết nha các bạn. Hàng bãi của Nhật. Đấy. Ở đâu mà nó dư ra nhiều dữ mình cũng không biết luôn. Thì chân này thì chủ yếu là về để cho các bạn chế đồ. Mình nếu mà mình nói là mình sẽ chế những cái chân quay phim ấy, nó to lắm. Còn các bạn thì có thể về chế những cái chân để gác những cái máy laser cũng được. Chân ba này nó rất là vững. Đấy, cao. Thì cái độ cao mà khi chưa bung á, thì nó tới bụng mình. Tới bụng mình là khoảng 1,2 m. 1 m đến 1,2 m. Đấy. Chân rất là ngon. Số lượng thì có 15 cái thì đủ kiểu nha. Cái này là một cái chân ví dụ thôi. Đó. Mình có nguyên một cục đóng luôn, có đủ loại chân hết. Thì có riêng cái chân này nó bị rớt ốc này, rớt ốc thì mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá rất là tốt, 250, 200.000. Đấy. Còn lại những cái chân mà ok, không có bị nó có thể màu vàng hoặc là màu đỏ nha các bạn, thì giá là 350 nha. Rồi ai mua thì gọi trực tiếp cho mình. Chào các bạn.